Có vài chuyện em không nói không có nghĩa là em không biết, nhưng mà em tin anh sẽ giải quyết tốt và cho em câu trả lời xác đáng. Ngọc cười rạng rỡ, lại khiến anh toát mồ hôi. Trước mặt Ngọc, anh thấy mình bị bóc trần. Mình dằn vặt không biết nói chuyện với Yến thế nào. Lúc trước muốn chia tay với Ngọc khó 1, thì với Yến khó 10. Công ty anh có một khoản nợ nên không thể giải thể được. Giờ có người đầu tư, có thể trả nợ mà còn có thể phát triển nữa. Yến im lặng để hiểu ý tứ đằng sau lời nói này. Họ đưa ra điều kiện gì? Họ muốn anh cưới con gái của họ. Em hiểu rồi. Vậy anh hứa với em một chuyện. Chuyện gì? Em cứ nói, anh sẽ cố hết sức. Nếu em nói anh cưới em, anh làm được không? Hà Diễm và San xin được gửi lời chào đến các thính giả thân mến của Vlog Radio. Tuần qua của bạn như thế nào? Công việc có bận rộn mệt mỏi lắm không ạ? Những ngày giao mùa như thế này, thời tiết rất là thất thường. Bạn hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều nhé, và đừng đau ốm gì nhé. Cảm ơn bạn đã lựa chọn lắng nghe Vlog Radio như một lời tâm sự với người bạn thân thiết vào mỗi tối cuối tuần. Bạn thân mến, tình yêu chân thành sẽ không có sự cân đo đong đếm thiệt hơn. Nếu một người dễ dàng buông tay người mình yêu để lựa chọn lợi ích cho mình, thì đó không phải là yêu, đó là sự ích kỷ. Nếu ta đến với một người vì sự hiếu thắng, ở bên một người như một thói quen, thì ta không chỉ thiếu trách nhiệm với người ấy, mà còn vô cùng trách nhiệm với chính cuộc đời của mình. Những kẻ tham lam, toan tính quá nhiều, cuối cùng đều chẳng có được tình yêu, chỉ còn lại những nỗi đau vụn vỡ. Trong Vlog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn được gửi đến từ tác giả Hoàng Ngọc Thanh. Chúng ta ly hôn đi. Ngọc đưa cho mình tờ đơn cô đã ký, vẻ mặt bình thản như đang nói với anh chuyện thường ngày. Hôm nay ăn món gì, cuối tuần này đưa con đi đâu chơi. Mình biết đằng sau vẻ bình thản ấy là sự tổn thương sâu sắc sau những ngày tháng đồng sàng dị mộng. Mình quen với Ngọc từ năm học lớp 12. Ngọc là con gái rượu của gia đình nhà mặt phố bố làm to, điều kiện khá giả, xinh đẹp, học giỏi. Cô rất chảnh, không hề để mắt đến bọn con trai trong lớp. Tuổi trẻ háo thắng, lũ con trai đánh cược xem ai cua được Ngọc thì được chép bài hồ một tháng, và mình trở thành người chiến thắng trong lần cá cược đó. Ngọc thuộc kiểu người mạnh mẽ, không thích làm nũng, chăm chỉ học hành. Mình không mất nhiều thời gian cho cô, chỉ có những trận cãi vã vặt vãnh khá thường xuyên vì bất đồng quan điểm. Mỗi lần giận dỗi, bất kể là lỗi của ai, mình đều là người xin lỗi, chủ động làm hòa. Ngọc không nhận lỗi bao giờ. Có nhiều chuyện mình đành dẹp qua ý kiến của mình mà nghe theo Ngọc. Hai người cứ vậy mà ở cạnh nhau như một thói quen. Năm thứ 12 kể từ khi quen nhau, gia đình Ngọc đề nghị cưới vì con gái có thi. Mình không mặn nồng lắm với chuyện hai người về chung một nhà, nhưng nghĩ lại, 12 năm thanh xuân Ngọc dành cho mình, cộng thêm gia đình Ngọc đối xử với anh vô cùng tốt, chưa bao giờ để anh chạnh lòng về sự chênh lệch của hai bên. Thế là mình chuẩn bị cưới mà không có cảm giác hồi hộp vui sướng khi sắp bước sang vai trò mới. 3 năm sau khi cưới, Ngọc sinh một cô công chúa xinh đẹp. Từ đó, hai người không gần gũi nhau nữa. Mình không mặn mà chuyện chăn gối. Mỗi lần gần Ngọc, anh không có cảm xúc mãnh liệt. Anh biết mình như vậy là có lỗi với Ngọc, nhưng anh không biết làm sao. Chắc chắn Ngọc cũng nhận ra, nên cô viện nhiều lý do tránh anh. Đầu tiên là ở cữ, sau là con khó, phải ngủ cùng mẹ, ngủ một mình cho tiện làm việc, đi về khuya, vân vân. Và bây giờ, khi con gái 4 tuổi, mình và Ngọc ly hôn, kết thúc 7 năm vợ chồng tẻ nhạt. Vẫn nhẹ nhàng, Ngọc nói với mình: "Ba em quyết định rút vốn khỏi công ty của anh, anh tự mình lo liệu nhé." Mình choáng váng, cái tin này khiến anh hoảng hốt hơn cả lúc Ngọc đưa tờ đơn ly hôn. Thái độ của anh khiến Ngọc càng chua xót cho mình, tự giễu thầm: "Bà vợ đầu tư lúc chuẩn bị cưới, giờ chuẩn bị ly hôn, ông rút vốn là điều hiển nhiên thôi." Hơn 7 năm trước, nếu không có việc đầu tư này, thì cuộc hôn nhân của mình và Ngọc liệu có diễn ra hay không? Lúc bắt đầu, cả hai đều nghĩ là mình thắng. Khi kết thúc,
mới biết hóa ra họ đều thất bại. Ngọc phí 7 năm làm vợ một kẻ đàn ông hèn kém như anh. Còn anh, còn lại gì ngoài hai bàn tay trắng? Trắng tay, trắng tình. Lúc này, Ngọc bật khóc. Lần khóc hiếm hoi mà Minh chứng kiến trong suốt 12 năm quen nhau và 7 năm vợ chồng. Cô nghẹn ngào nói: Khi đó tôi không nên vì quá háo thắng mà lấy anh. Điều tốt đẹp duy nhất là tôi có được đứa con gái này. Tôi sẽ dạy nó không đi vào vết xe đổ của tôi. Cái gì không thuộc về mình, có lấy về chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Ngọc nói đúng. Hồn anh không ở chỗ Ngọc, mà luôn ngóng về người con gái tên Yến. Mỏng manh, dịu dàng như cánh hoa càng hồng. 7 năm cách biệt vẫn đau đớn nhớ nhung. Dù chưa một lần gặp lại, chưa một lần kiếm tìm. Mình gặp Yến vào ngày càng hồng khoe sắc, vào một ngày tháng 3 nhiều năm trước. Anh ngồi nhâm nhi cà phê ven đường Điện Biên Phủ đợi bạn. Các con đường như khoác lên mình sắc hồng nhạt của hoa càng hồng, cánh hoa mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ là tung mình bay lên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, tạo thành cơn mưa hoa đẹp mắt. Trong khung cảnh thơ mộng đó, mình chú ý đến một cô gái nhỏ, mặc áo dài trắng, tóc dài buông xõa, loài hoài chụp hoa trên cao, rồi cúi người nhặt hoa rụng dưới đất cho vào chiếc giỏ mây. Từ xa, anh cảm nhận được vẻ trong trẻo của cô. Nỗi xúc động đến quá nhanh, anh bước về phía cô, đề nghị chụp giúp cô vài tấm hình. Thấy anh nhiệt tình, cô mỉm cười cảm ơn, đưa máy ảnh cho anh. Trên cao, những tán càng hồng đung đưa trong gió. Dưới đất, thảm hoa ngọt ngào nằm im khỏe sắc trước khi lụi tàn. Cô đứng giữa không gian đó, khung cảnh vì có cô mà trở nên đẹp hơn. Không cần canh chỉnh nhiều, góc chụp nào cũng như tranh vẽ. Nhân lúc cô quay lưng, anh lén lấy điện thoại của mình, chụp bóng lưng cùng mái tóc dài ống ả của cô trên không gian đầy hoa và nắng. Mình nghĩ cách xin số điện thoại của cô. Anh trả máy, chờ cô xem lại những tấm hình anh chụp. Trong lúc cô rối rít cảm ơn, anh nhanh tay tắt nguồn điện thoại rồi vờ nghiêm trọng. Tôi có cuộc hẹn, trễ rồi mà không thấy bạn đến. Giờ điện thoại lại hết pin, em có thể cho tôi gọi nhờ không? Cô vui vẻ gật đầu, đưa điện thoại cho anh. Anh gọi vô máy mình, vậy là có số của cô. Thời điểm gặp Yến, vào khoảng 1 năm trước khi mình cưới Ngọc. Ban đầu anh thấy Yến là kiểu con gái dịu dàng, khiến người ta thoải mái khi ở gần. Những lúc khó khăn, mình muốn nói chuyện với Yến, không phải kể lể, mà chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, kể câu chuyện cười xưa cũ, hay chuyện tuổi thơ khốn khó của mình. Trùng hợp, Yến cũng xuất thân nghèo khó, hai người thấu hiểu cho hoàn cảnh và suy nghĩ của nhau. Càng nói chuyện càng hợp ý. Với Ngọc, mình luôn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Thì với Yến, anh hoàn toàn sống thật với cảm xúc của mình. Càng lúc, anh càng nhận ra mình nhớ nhung Yến, thèm khát cô, cảm giác mãnh liệt chứ không nhàn nhạt như anh và Ngọc. Mình cũng nhận ra Yến có tình cảm với anh, dù cô ngại ngùng che giấu. Nhưng ánh mắt mỗi lần nói chuyện hay nhìn anh đã nói lên tất cả. Anh thấy được sự ngưỡng mộ của Yến dành cho mình. Anh thấy mình có giá trị. Yến giúp anh có lại niềm kiêu hãnh của một kẻ đàn ông, mà khi ở bên Ngọc nó hoàn toàn tắt liệm. Anh giấu Yến về Ngọc, cũng giấu Ngọc về sự tồn tại của Yến. Mỗi ngày trôi qua với tâm tình phức tạp. Mình và bạn hùng vốn mở một công ty nhỏ về công nghệ. Sau 2 năm đầu đầy hoài bão, mình đối diện với hiện thực tàn khốc là mỗi tháng phải căng thẳng xoay tiền mới trả đủ lương cho nhân viên và các khoản chi phí khác. Một lần cãi nhau, anh bạn muốn rút vốn, một mình anh không xoay được để trả các khoản nợ đến hạn. Khó khăn chồng chất, mình thật sự khủng hoảng. Rời khỏi công ty, anh thất thần, đi loanh quanh, rồi không hay biết mà dừng trước nhà Yến. Ngần ngừ một lúc, anh mua bia lạnh, tự uống cho quên sầu. Có điều uống vào, sầu không quên, mà bước chân lại mạnh dạn tiến đến căn phòng trọ của Yến. Mấy lần anh đến đón Yến đi việc này việc nọ, nhưng chưa lần nào anh đặt chân vô phòng cô. Yến ngạc nhiên đón tiếp anh. Căn phòng trọ nhỏ được cô bài trí gọn gàng.
hai người ngồi trong không gian chật hẹp có phần ngượng ngùng. Yến thấy vậy mở nhạc cho đỡ lúng túng. Âm nhạc du dương, cộng thêm ở gần Yến khiến tâm tình nhẹ nhõm. Anh thiêu thiêu ngủ. Lúc tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối mịt. Người ta nói, đêm tối là đồng phạm của tội lỗi, thật không sai. Trong ánh sáng nhập nhoạng, thân ảnh của Yến kích thích thị giác và bản năng nguyên thủy của anh. Họ như hai điện cực trái dấu hút lấy nhau, hòa nhập lẫn nhau, cùng trải qua mọi cung bậc của sự giao thoa thân thể và tâm hồn. Mình mở tivi át đi âm thanh của dục vọng dâng tràn, mở quạt hít cỡ cho khô những giọt mồ hôi nhễ nhại. Căn phòng nhỏ càng lúc càng nóng, càng lúc càng nồng đậm hương vị của sự hoang ái. Cơ thể Yến mềm mại, ngoan ngoãn mặc cho anh nhào nặng. Lúc này, anh quên đi mọi ràng buộc, vứt sạch mọi lý trí, hưởng thụ lần đầu tiên của Yến, biến Yến từ một cô gái thành người phụ nữ của mình. Ôm Yến trong lòng, anh quyết tâm từ bỏ tất cả, sống với tình yêu của đời mình. Anh sẽ giải thể công ty cho đỡ mệt mỏi, đi làm công ăn lương như ngày trước. Yến mỉm cười động viên. Em tự lo được cho mình, anh cứ sắp xếp công việc ổn của anh đi. Nếu công ty riêng cực quá thì đi làm cũng tốt. Em luôn ủng hộ anh. Sau đó, mình năn lùi tới căn phòng của Yến. Yến như một cô vợ nhỏ đi làm về nấu cơm đợi chồng, chu đáo chăm sóc anh từng ly từng tí, khiến anh cảm nhận một cuộc sống bình dị mà ấm áp. Mình đắn đo chưa biết nói chuyện với Ngọc thế nào. Khi ở cạnh Yến, anh can đảm bao nhiêu, thì khi đối mặt với Ngọc, anh ngập ngừng bấy nhiêu. 3 tháng sau, anh lấy hết can đảm đến nhà Ngọc để thưa chuyện cùng ba mẹ Ngọc. Hai người lớn luôn yêu thương anh, không lý nào anh từ chối con gái người ta mà không nói một lời, không thành khẩn nhận lỗi. Trong bữa cơm, anh nhấp nhổm, mấy lần định mở miệng đều không được. Khi anh quyết tâm nói, thì ba của Ngọc mỉm cười với anh. Bác muốn đầu tư vào công ty của con để phát triển mạnh mẽ lên. Bác biết bấy lâu nay con ngại không huy động vốn từ chỗ bác, nhưng giờ mình là người một nhà, đầu tư cho con cũng là cho con bé Ngọc, con đừng ngại. Dạ, bạn con đã rút vốn, hiện con định giải thể rồi đi làm lại. Anh bỏ qua không nói đến khoản nợ mà anh phải giải quyết. 4 năm qua con đổ không ít công sức và tâm huyết vào đó, con nỡ bỏ đi sao? Trước đây đi làm thì không sao, nhưng giờ làm chủ 4 năm rồi, đi làm lại, con có làm được không? Nếu là vấn đề về vốn thì con không cần lo, cứ như bác nói, trừ phi công ty con không có năng lực phát triển lớn mạnh. Câu nói này đã thành công kích thích mình. Anh không muốn gia đình Ngọc thấy mình yếu kém, cũng không cam tâm vứt đi 4 năm tâm huyết. Khi đứng giữa tình yêu và tình nghĩa, cán cân nghiêng về tình yêu. Nhưng khi tình nghĩa cộng thêm sự cám dỗ của danh vọng và sự nghiệp, thì cán cân nghiêng về chiều ngược lại. Khoảng thời gian sau đó, mình dốc sức vực dậy công ty. Với sự hậu thuẫn tài chính của gia đình Ngọc, anh không còn thời gian để năn đến chỗ Yến nữa. Sau này ngẫm lại, phải chăng ba Ngọc chỉ tình cờ chọn đúng thời điểm mà đầu tư cho công ty anh? Không sớm, không muộn, ngay lúc anh đắn đo giữa Ngọc và Yến. Nhưng nghĩ lại, nếu cám dỗ không có sự đồng thuận của lòng tham, thì nó không thể dụ hoặc anh được. Cách ngày cưới 1 tháng, Ngọc hẹn mình đi chơi. Đang thả bước đi dạo, cô khẽ khàng nói. Có vài chuyện em không nói không có nghĩa là em không biết. Nhưng mà em tin anh sẽ giải quyết tốt và cho em câu trả lời xác đáng. Ngày cưới đã gần kề rồi, em muốn lúc đó lấy một người chồng toàn tâm toàn ý với mình. Vậy mới xứng đáng với 12 năm tình cảm mà em và ba mẹ dành cho anh. Ngọc cười rạng rỡ, lại khiến anh toát mồ hôi. Bạn anh hay nói, con gái đẹp thì không thiếu, con gái thông minh thì nhiều, con gái quyền quý thì cũng không ít, nhưng con gái hội đủ 3 yếu tố trên thì rất hiếm và rất đáng sợ. Mình nghiệm được điều này rồi. Trước mặt Ngọc, anh thấy mình bị bóc trần, bị nhìn thấu tận tâm can. Giờ anh đã bước lên con thuyền này, không cách nào quay đi hướng khác. Mình dằn vặt không biết nói chuyện với Yến thế nào. Lúc trước muốn chia tay với Ngọc khó một,
thì với Yến khó 10. Nghĩ đến cô gái dịu dàng như nước này, anh thật không biết nói sao. Anh trở thành kẻ lừa tình chính hiệu. Anh nghĩ cô sẽ khóc lóc ầm ĩ, long trời lỡ đất. Nhưng ngược lại, buổi nói chuyện khá nhẹ nhàng. Công ty anh có một khoản nợ nên không thể giải thể được. Giờ có người đầu tư, có thể trả nợ mà còn có thể phát triển nữa. Yến im lặng để hiểu ý tứ đằng sau lời nói này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lạc đi. Họ đưa ra điều kiện gì? Anh không ngờ Yến phát hiện ra ý của mình. Có lẽ linh cảm của phụ nữ cùng với số lần ghé thăm ngày càng ít ỏi gần đây khiến cho Yến đoán ra. Họ muốn anh cưới con gái của họ. Anh chỉ dám nói như thế, theo kiểu anh là người bị ép vậy. Lúc này, anh thật khinh bỉ mình vì lừa dối Yến. Nhưng anh không có can đảm nói ra sự thật. Yến sững sờ một lúc, gương mặt đầy vẻ bẽ bàng. Nếu anh là Yến, chắc anh sẽ xé tan người trước mặt cho thỏa cơn hận. Anh cũng mong Yến làm thế cho anh nhẹ lòng. Nhưng Yến không làm gì cả. Cô run rẩy rồi cố trấn tĩnh nói với anh. Em hiểu rồi, vậy anh hứa với em một chuyện. Chuyện gì? Em cứ nói, anh sẽ cố hết sức. Anh vội trả lời. Nếu em nói anh cưới em, anh làm được không? Mình ngượng ngùng không biết nói sao, thì Yến cười nói tiếp. Đùa anh thôi, em đâu có mặt dày như thế. Chỉ mong anh từ nay đừng liên lạc, cũng đừng dò hỏi nghe ngóng gì về em. Xem như chúng ta chưa từng quen nhau, như thế là anh giúp em rồi. Mình nhìn Yến thật lâu, cuối cùng anh gật đầu đồng ý, kết thúc cuộc tình ngắn ngủi đầy tiếc nuối. Sau đó, Yến đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở. Khi anh tìm được chỗ mới của Yến, cô nói với anh. Em muốn ở lại thành phố này làm việc, tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh đừng ép em phải rời đi. Từ đó, mình không gặp Yến nữa. Dù trong lòng vẫn nhớ về cô, nhớ từng hơi thở, từng tiếng nói, nụ cười của cô. Thậm chí, trong những lúc gần gũi ngọc, trong đầu mình toàn hình bóng của Yến. Anh nhớ những cảm xúc nóng bỏng, những tiếng ngâm nga khoái cảm của hai người. Chính vì thế, mình không gần Ngọc được. Và cũng vì thế, anh và Ngọc mới chấm dứt cuộc hôn nhân đầy toan tính này. Bước chân lạc lõng, anh đi đến căn nhà của Yến từng ở. Anh không hy vọng gì, anh đâu còn mặt mũi gặp Yến, chỉ mong có thể nhìn thấy cô một chút mà thôi. Quẩn quanh cả buổi, mình gặp anh họ của Yến. Và anh biết một tin khủng khiếp. Yến bị bệnh qua đời cách đây không lâu. 7 năm xa cách, dù nhớ thương Yến, anh vẫn hy vọng cô sống tốt, tìm được hạnh phúc cho mình. Nào ngờ cô lại đoạn mệnh khiến anh quá đỗi đau lòng. Mình muốn thăm mộ Yến. Anh họ đưa mình về quê Yến. Nhìn nấm mộ mới toanh, lòng anh trào dâng nỗi niềm khó tả. Trầm mặc cả buổi, lúc sắp về, mình thấy mộ của một bé gái cạnh bên, gương mặt quen thuộc, khá giống Yến. Anh hỏi, đây là con của Yến sao? Phải. Sao bé mất? Được mấy tuổi? Tai nạn giao thông, mất cách đây 1 năm, lúc đó 6 tuổi. Anh thấy thương cảm cho bé và người làm mẹ như Yến. Đột nhiên, trong đầu có tia chớp lóe lên. Nếu bé còn thì năm nay 7 tuổi, mà anh và Yến chia tay chỉ hơn 7 năm. Lúc chia tay, Yến đã mang thai. Bé là con của anh sao? Thấy ánh mắt thảng thốt của Minh, anh họ hiểu anh đang nghĩ gì. Anh ấy gật đầu xác nhận. Thì ra, anh và Yến có một đứa con gái. Mà khi anh biết đến sự tồn tại của con, thì đã không còn. Trong khi con gái của anh và Ngọc được yêu chiều đến tận trời, thì con gái của anh và Yến, cuộc sống chắc không dễ dàng, giờ lại nằm dưới lòng đất lạnh. Lúc bé mất, Yến như điên lên, bệnh nặng nửa năm mới khỏi, thoi thóp mất đi nửa cái mạng. Sau đó, không biết cách nào mà nó biết được vợ của cậu là người yêu của cậu suốt 12 năm, chứ không phải bị ép cưới. Nó không gượng dậy nổi, héo mòn thêm vài tháng rồi mất. Mình chết lặng.
tội lỗi của anh quá lớn. Anh nghe họng mình tanh mùi máu, ruột gan như bị ai xé toạc, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Lúc này mình muốn chết, nhưng chết như vậy dưới suối vàng, chắc mẹ con Yến không chịu nhìn mặt anh. Anh phải chịu sự đày đọa của lương tâm, sống những ngày tháng đau khổ mà gặm nhấm tội lỗi của mình. Sự ích kỷ của anh đã lấy đi sinh mạng của người mà anh hằng mong nhớ. Nếu như anh không cân đo đồng đếm, lựa chọn giữa tình yêu và những thứ khác, thì giờ đây đâu phải xót xa nhìn nấm mồ của hai mẹ con cô như thế này. Hoặc nếu như lúc đó anh không đến làm quen, liệu cô vẫn yên ổn sống cuộc đời tươi đẹp của mình, chứ không phải trở về cát bụi hay không? Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn của tác giả Hoàng Ngọc Thanh. Hãy để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn có thể gửi những sáng tác của mình đến Blog Radio bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được thực hiện bởi Hằng Nga với giọng đọc Hà Diễm và San. Chương trình được cập nhật hàng tuần tại kênh Blog Radio. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.